Giờ chỉ còn lại ba người. Có ai muốn nói không? Người dám nói đều bị đuổi đi rồi. Còn ai dám đưa ra ý kiến nữa? Không phải các người luôn miệng nói tôi không có tư cách ngồi ở vị trí này sao? Nếu Thượng Tổng đã có ý kiến với tôi thì cứ nói ra nghe thử coi. Tôi đối với Cố Tổng không có bất kỳ ý kiến nào. Vậy thì tốt. Bà sống ở đây. Sao cửa lại mở thế này? Chuyện này là thế nào? Xong rồi, báo cáo xét nghiệm mất rồi. Có phải từ đầu bà đã định không đưa báo cáo cho con? Đâu có, từ đầu bà đã định đưa cho con rồi. Thật đó, bà lại đang lừa con hả? Bà không lừa con, đúng là bà đang thiếu tiền. Sao bà có thể lừa con được? Bà biết rồi, chính nó, chắc chắn là nó lấy. Chính nó, chắc chắn là nó lấy. Hạ Cẩm Hề. Hạ Cẩm Hề, nó đang ở đâu? Vậy người mà ba vừa nhắc đến là ai? Nó là bạn của Hạ Cẩm Hề. Thứ này chắc chắn bị nó lấy mất. Nếu bà không có thứ con cần, vậy thứ bà cần, con cũng không thể đưa cho ba nữa. Không phải chứ. Con gái, số tiền này con không đưa cho ba à? Không đưa. Bà muốn làm gì vậy? Ba, buông tay ra. Bà nói cho con biết, không buông tay ra bà sẽ bất chấp tình cha con mà đánh con đó. Không được, bà không thể lấy số tiền đó. Buông tay ra. Bà, ba. Cẩm Hề. Thiếu gia. Thiếu gia, cậu về rồi à? Thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Tôi hỏi cô, gần đây ba của thiếu phu nhân có đến tìm cô ấy không? Chuyện này, nói đi. Đúng là hai hôm trước ba của thiếu phu nhân có đến tìm cô ấy. Tôi biết rồi. Thiếu gia. Sao vậy? Lúc sáng nay thiếu phu nhân bảo tôi cùng cô ấy đến phòng giặt đồ tìm đồ. Sau đó cô ấy bảo tôi giặt những đôi tất mà cậu đã đi đặt vào phòng thay đồ của cậu. Thiếu gia. Thiếu gia, đừng động vào tôi, để tôi bình tĩnh lại. Sao cô ấy có thể làm như vậy chứ? Thiếu gia, thiếu gia, cậu không sao chứ? Hay tôi đỡ cậu lên. Đừng động vào tôi, để một mình tôi bình tĩnh lại. Xong đời rồi, xong đời rồi. Tây Thành, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Đừng ai động vào. Mau gọi bác sĩ đi. Đừng gọi bác sĩ. Lật anh lại đã. Lộ Lộ, rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy? Thiếu gia nhà chúng ta mắc bệnh sạch sẽ, hơn nữa cực kỳ nghiêm trọng. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, lão phu nhân muốn sửa tật này của thiếu gia, nhưng dùng bao nhiêu cách mà cũng không có tác dụng. Lộ Lộ, đem những đôi tất đó, còn cả quần áo đặt cạnh tất, dứt hết đi cho tôi. Dừng thư thiếu gia. Cố Thầy Thành, em đã tính toán rồi. Mỗi ngày em dứt một đôi tất,
Một tháng 30 đôi, một năm 365 đôi. Anh có biết chừng đó là bao nhiêu tiền không? Số tiền này nếu tiết kiệm có thể đủ cho chi phí cả một năm của ba sinh viên rồi. Em muốn xem em có sửa được tật xấu này của thiếu gia anh không? Trời ơi, Lộ Lộ, Lộ Lộ, sao vậy? Lộ Lộ đâu? Lộ Lộ đang bận ở bên dưới. Sao hôm nay cô ấy không đưa tất cho anh? Em mang lên giúp anh rồi. Đôi tất này hình như đã thấy ở đâu rồi. Quen mắt phải không? Đây là đôi mà hôm kia anh đã đi rồi. Không được Cẩm Hề, mang đi mang đi. Anh sợ gì chứ? Đôi tất này là tự tay em giặt cho anh, vô cùng sạch sẽ. Cẩm Hề, em bảo anh làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bắt anh đi đôi tất này. Trước lúc bà đi đã nói rồi, sau khi bà đi, mọi việc trong nhà đều do em phụ trách. Đi dạo cho em. Người đâu, mau tới đây. Chú Phương, có ai ở đó không? Cứu mạng. Tôi thấy khả năng phát triển của dự án này không tệ, chủ yếu là về cách thức và sách lược kinh doanh. Chúng ta áp dụng đa module. Cố tổng, có ý kiến gì với dự án này sao? Không có ý kiến gì. Vậy cố tổng có ý kiến với tôi sao? Thường tổng nói rất tốt, mời tiếp tục. Tôi cho rằng hành động này của cố tổng đối với tôi là rất thiếu tôn trọng. Xin lỗi, vừa rồi trạng thái của tôi không được tốt lắm. Giờ có thể tiếp tục rồi. Tiếp tục. Tôi Nhan Hề, giờ vẫn chưa phải lúc sốt ruột đâu. Hạ Cẩm Hề, chị. Lúc nào cũng cúp điện thoại của mình. Cho dù mình đi tìm chị ấy, chị ấy cũng sẽ không đưa báo cáo xét nghiệm cho mình. Nếu không còn gì gì khác thì cuộc họp kết thúc. Cố tổng, để tôi báo cáo với anh những người mà anh phải gặp chiều nay. Cô thấy đồ tất này tôi có nên dứt đi hay không? Cố tổng, anh dứt đi thì sao? Mà không dứt đi thì sao? Nếu dứt đi, tôi về nhà có thể sẽ chết. Nếu không dứt đi, bây giờ tôi sẽ chết. Vậy tôi cho rằng vì tiếp theo anh còn phải gặp người khác, nên dứt đi thì hơn. Tôi thấy cô nói có lý. Vậy thì tôi không dứt đi nữa. Cố tổng, anh thích là được. Tiếp theo ai muốn gặp tôi? Vào đi. Thiếu phu nhân, đây là tất mà cô bảo tôi giặt. Tôi nên để ở đâu đây? Để tôi. Cô đi làm việc đi. Dương Bân, nhìn hồ sơ thì kinh nghiệm làm việc của cậu khá phong phú đó. Cố tổng quá khen. Hôm nay tình hình hơi đặc biệt. Bình thường tôi không như thế này. Không sao, cố tổng thích là được. Cậu và Thường Chí Thành có quan hệ gì? Tôi và cậu ấy là bạn học cùng đại học.
Hai người là bạn học cùng đại học. Vậy cậu ấy có nói với cậu, trong công ty này tôi ghét cậu ấy nhất không? Cậu ấy chưa từng nói. Vậy cậu quay về hỏi cậu ấy, cậu ta lấy tự tin ở đâu ra mà dám giới thiệu người của mình cho tôi? Cố tổng, có phải anh có điều gì đó hiểu lầm không? Hiểu lầm? Không phải cậu do Thường Chí Thành giới thiệu sao? Phải. Vậy cậu có phải bạn học của cậu ta không? Phải. Vậy thì đâu có hiểu lầm. Cố tổng, thật ra là thế này. Tuy tôi là do Thường tổng giới thiệu, hơn nữa còn là bạn học chung đại học, nhưng tôi và cậu ấy thật ra không thân tới như vậy. Tôi biết công ty đang tuyển người nên đã liên hệ với cậu ấy, bảo cậu ấy giới thiệu. Chỉ vậy mà thôi. Thì ra là như vậy. Hơn nữa tôi tin rằng cố tổng chắc chắn không phải người đem tình cảm cá nhân vào chuyện công việc. Vậy thì xin lỗi nhé, khiến cậu thất vọng rồi. Tôi chính là một người đem tình cảm cá nhân vào chuyện công việc. Kết quả đúng như tôi đã nói sao? Mọi việc tiến hành khá thuận lợi. Dự định làm thế nào? Chẳng dự định thế nào cả. Giờ bà già không ở trong nước. Tất cả ban giám đốc của tập đoàn đều nghiêng về phe tôi. Thời gian trước còn sa thải nhân viên quy mô lớn, khiến trong công ty đầy lời oán trách. Lần này tôi gọi cậu tới đây, chẳng qua là muốn thử anh ta thôi. Nếu anh ta thật sự tiếp nhận cậu để cậu vào công ty, thì mọi việc lại khó giải quyết. Sao lại khó giải quyết? Đừng nhìn bề ngoài anh ta kiểu lòng bông, thật ra trong lòng anh ta nắm rất rõ. Với sự hiểu biết của tôi về anh ta, nếu anh ta thật sự tiếp nhận cậu, vậy chứng tỏ anh ta đã có đối sách mới đối với tôi rồi. Này, ăn chút trái cây đi. Nhìn đi. Nhìn thấy rồi. Hôm nay cái ghế này nằm thoải mái nhỉ. Nhìn bên dưới. Chân. Chân gì chứ? Là đôi tất. Chính vì đôi tất này, cả ngày hôm nay anh ở công ty đều là cả người từ trên xuống dưới mềm nhũn, còn khiến Thường Chí Thành cười nhạo anh. Giờ cuối cùng anh đã hiểu được cảm giác nàng tiên cá biến thành người là như thế nào. Cảm giác thế nào? Chính là mỗi bước đi đều giống như đang bước trên lưỡi dao. Tây Thành, máy tính anh có email này. Chắc là ảnh hôm liên quan công ty. Cẩm Hề, em nhận giúp anh. Được. Hà Cẩm Hề, giờ chị đang ở đâu? Chị còn ở đâu được chứ? Chị ở tỉnh khác. Chiếc vòng tay đó quả nhiên là của chị ấy. Tìm chị có việc gì? Nói mau, chị bận lắm. Em tìm chị để chứng thực một chuyện. Chứng thực? Em có tư cách gì mà nói đến hai chữ chứng thực trước mặt chị chứ? Em đã thấy ảnh hiện trường ở buổi lễ mừng kỷ niệm 20 năm thành lập của tập đoàn Thần Long. Ảnh sao? Thì liên quan gì đến chị chứ?
Lúc đó chị nói với em là chị vẫn chưa về, nhưng em lại thấy chị trong ảnh. Lúc đó đúng là chị chưa quay lại. Chị không biết tại sao em lại nói như vậy. Mục đích là gì? Em đang nói tới cái này à? Vậy giờ chị có thể trả lời em, người này không phải là chị, chỉ là trông giống chị mà thôi. Cái này thì sao? Vòng tay của chị sao lại ở chỗ của em? Trả lại cho chị. Đây là em nhặt được ở cổng công ty. Em nói dối. Chị không hề tới công ty. Nhất định là em nhân lúc chị không có mặt đã ăn trộm. Tôi Nhân Hề, em hãy nói thật với chị, em lấy trộm vòng tay của chị là muốn làm gì? Chuyện của Phó Bác Nhã có phải liên quan tới chị không? Chị không quen người này, Hạ Cẩm Hề. Bao nhiêu chứng cứ bày ra trước mắt chị mà chị còn giảo biện. Có phải chị nhất định ép em phải công bố những chứng cứ này sao? Được, vậy em hãy nói đi. Em hãy để người này tỉnh lại rồi làm chứng cho em. Quả nhiên là chị. Phải thì sao? Không phải thì sao? Tôi Nhân Hề, em tuyệt đối đừng có dùng loại ánh mắt như muốn trách mắng này để nhìn chị. Chị thấy cực kỳ buồn nôn. Trước kia em vẫn luôn cho rằng chị ích kỷ hám lợi, thích giở trò bày thủ đoạn. Nhưng ít nhất chị vẫn còn lương tâm. Nhưng em thật sự không ngờ chị lại độc ác tới mức độ này. Đủ rồi, đủ rồi. Đồ giả mạo như em để thuyết giáo trước mặt chị, em không thấy nực cười sao? Em đừng tưởng có mấy thứ này là có thể dịu dỗ Dương Oai trước mặt chị. Em đừng có quên, mạng của em vẫn nằm trong tay chị. Em biết mà, báo cáo xét nghiệm ADN của ba chắc chắn là do chị lấy trộm. Thật ra chị không biết. Đến giờ ba vẫn chưa biết chị là Hạ Cẩm Hề. Chị vì địa vị, tiền bạc, đến cả cha mình cũng lợi dụng. Trên đời này còn chuyện gì mà chị không làm được? Thế này nhé Nhan Hề, chúng ta làm một cuộc trao đổi. Chị đưa báo cáo xét nghiệm cho em, em trả lại chị ảnh và vòng tay em đang giữ. Từ nãy về sau, ân oán giữa chúng ta coi như quà. Em thấy thế nào? Đi đầu thú đi. Em nói cái gì? Tự thú sẽ được giảm nhẹ. Em nhất định sẽ không công bố những chứng cứ này. Tôi Nhân Hề, em điên rồi hả? Em có biết mình đang nói gì không? Em có tư cách gì ở trước mặt chị chỉ trích chị chứ? Hạ Cẩm Hề, chị là chị ruột của em. Em không muốn nhìn chị ngày càng sai lầm. Đủ rồi. Chị hỏi em một câu cuối cùng. Em có đưa đồ cho chị không? Cho dù bây giờ chị gửi bản báo cáo xét nghiệm ADN đó cho Cố Tây Thành, em cũng sẽ không đưa chị những bằng chứng này. Được. Đây là em tự mình nói đó. Hy vọng em đừng hối hận. Chuyện của Phó Bác Nhã có phải liên quan tới chị không? Chị không quen người này, Hạ Cẩm Hề. Bao nhiêu chứng cứ bày ra trước mắt mà chị còn giảo biện. Có phải chị nhất định ép em phải công bố những chứng cứ này không? Hạ Cẩm Hề, chị là chị ruột của em, nhưng em thật sự không ngờ chị lại độc ác tới mức độ này. Chị vì địa vị, tiền bạc, đến cả cha mình cũng lợi dụng. Trên đời này còn có chuyện gì mà chị không làm được? Đi đầu thú đi. Đi đầu thú đi. Đi đầu thú đi. Lộ lộ. Thiếu phu nhân. Lát nữa cô phải ra ngoài à? Đúng vậy. Dù sao tôi ở nhà cũng chán, tôi đi cùng cô được không? Việc này... Lộ lộ. Vậy được rồi.
Đi thôi. Tối nay con muốn làm món gì? Gì cũng được. Cô nấu ăn ngon như vậy, mua nhiều một chút. Tôi biết thiếu gia thích ăn gì. Tôi mua hết những món mà thiếu gia thích ăn cho cô làm nhé. Cũng được. Vậy tôi xem còn món gì ngon hơn không thì mua nhiều một chút. Cố Tề Thành thật sự bảo cô tới giám sát tôi. Đúng vậy. Thường tổng, anh cẩn thận một chút thì hơn. Cố tổng gần đây việc gì cũng nhằm vào anh. Anh ta nhằm vào tôi cũng không phải mới một hai ngày. Có điều tôi cũng không dễ bị bắt nạt đâu. An An, vẫn là cô tốt với tôi, lúc nào cũng nghĩ tới tôi. Thượng tổng, thật ra vẫn còn một chuyện tôi không biết có nên nói với anh hay không. An An, nếu nói ra mà khiến cô khó xử thì tôi không muốn nghe nữa.